Quay chưa? Quay được, đang quay. Dạ, bắt lén, dạ có, tập quẹt đây nè. Ngon quá.
về đến tận nhà của ấy chỉ có một đường thẳng thôi. Thì đúng rồi, cái hàng xanh đấy nhé, hết màu xanh hàng xanh xong là rẽ sang cái quốc lộ không mà dẫn cái đăng đó, đăng 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 thôi nha, ngay chứ còn ngã được đăng từ là ok đó, rất là nhanh. Chị chỉ ở lớp có bao bắc thì cũng đi bằng đăng đúng không? Ừ, rất tốt tài mà đăng thì về em thì chị về có bắc cũng được. Vậy sao đấy? Nhà chính là ở miền Tây ạ. Nhà Hoa Mỹ Giác, quận 12, ở dưới cái lối cái đường á. Nhà của vậy là chị qua thuận không? Tham gia chị đi thuận không? Thuận hay không thuận thì về thì cứ chở về sao đâu? Dạ. Được cái sao không? Cứ đâu? Vậy nhà nói như trước, nhà em trước. Ừ. Đi xuống nhà em, bằng xuống nhà em chứ. Nhưng mà em trở về em tính tiền Grab mà. Em thấy em đi đường xa cỡ nào em tính nhiều tiền. Nhiều tiền. Xa cỡ nào tính tiền thêm tiền mà. Thì trả tiền ôm rồi đó. Đúng rồi, trả tiền ôm rồi đó. Không có tiền. Nợ. Ôm rồi. Ôm rồi. Em nói em ra giá là ôm luôn. Ôi nè. Chị thấy cái áo em đang tiền. Phải là phải chụp hình với nó đồng phục cái đá. Ờ, em có đem cái áo bông đỏ đỏ qua em đem đi theo không? Em có cái áo bông đỏ thùng. Rồi em mua lâu rồi em thở thùng, nó mặc hai dây em không quen mặc hai dây, em cất thì bây giờ em chưa chụp một tấm hình nào hết. Có để tí nữa chụp đi nè. Bây giờ quá trời thì này con chụp đang chụp mấy cái nữa là xong là coi như ổn. Nè đào. Ừ. Trời, đào cái cây. Cây đi, cái cây ngon. Lẽ ra cái thứ. Đào cái cây. Kéo qua, kéo qua. Bây giờ để ghế kia đi chị. Không có, ý là bây giờ chụp mấy mấy tấm tí nữa chụp hồi nãy giờ ăn là há miệng rồi dính hết.